Phần tự luận của đề thi này bao gồm có 4 câu hỏi Từ câu 13 đến câu 16 Chúng ta cùng nhìn qua về nội dung của 4 câu hỏi này Câu 1 là giải các phương trình Các dạng phương trình rất cơ bản chúng ta đã được học Câu 2 là bài toán liên quan đến hàm số y bằng x bình phương và đồ thị của nó Câu 3 là giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình Đây là dạng toán không thể thiếu trong tất cả các đề tuyển sinh vào lớp 10, môn toán. Và câu cuối cùng là một câu hình. Nhìn vào đề thi này thì ta sẽ xác định là gì? Ta sẽ phải làm đúng được câu 13, tức là câu 1. Làm đúng được câu 2, câu 3 và và ít nhất là hai ý đầu của câu hình để chúng ta có thể kiếm được từ 5 đến 6 điểm của phần tự luận. Sau đó còn thời gian chúng ta sẽ suy nghĩ những phần cuối của câu hình. Đây là những câu để kiếm điểm 9 10. Trong tất cả các video chữa đề của thầy, thầy đều lưu ý với các em là chúng ta phải đặc biệt cẩn thận những câu dễ để không bị mất điểm những câu dễ. Cẩn thận ở đây không có nghĩa là chúng ta dành quá nhiều thời gian vào cho các câu dễ mà chúng ta hãy tự tin làm những câu dễ nhưng chúng ta phải có một bước là kiểm tra lại bài làm, kiểm tra lại xem kết quả đã chính xác hay chưa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng câu hỏi. Thầy sẽ không chữa chi tiết các câu bởi vì lời giải chi tiết. Các em có thể theo dõi ở trên OLM. Thầy sẽ tập trung vào hướng giải, cách tư duy cũng như là những lỗi sai mà các em có thể mắc phải. Câu 13. Câu A. Đây đơn thuần chỉ là một phương trình bậc nhất một đoạn. Thì ta có thể thấy ngay dạng AX cộng B bằng 0 thì x sẽ bằng trừ b trên a. Áp dụng vào đây thì x sẽ bằng 2 trên căn 7 trừ căn 5. Câu này không khó nhưng các em phải thật chú ý để chúng ta không bị nhầm dấu nhé. Câu B là giải một phương trình bậc 2. Thông thường các bài toán giải phương trình bậc 2 ở trong các đề thi chúng ta đều có thể đưa về dạng phương trình tích tức là dạng x chữ a nhân x trừ b bằng 0 với a và b là các nghiệm của phương trình này. Đây là cái làm ngắn gọn đẹp nhất để giải các phương trình dạng như thế này. Vậy làm thế nào ta đoán được các nghiệm này? Các em có thể sử dụng máy tính cầm tay để đoán. Hoặc chúng ta dựa vào những dấu hiệu ở trên phương trình này. Ta thấy các hệ số đây là 1, 10, -11. Tức là tổng các hệ số bằng 0. Tổng các hệ số bằng 0 thì nó sẽ có nghiệm là x bằng 1. Tìm được một nghiệm rồi thì nghiệm còn lại sẽ là gì? Ta nhớ lại hệ thức VS, tích của hai nghiệm là C trên A. Mà một nghiệm bằng một rồi thì nghiệm còn lại sẽ bằng C trên A chia 1, tức là bằng C trên A. Như vậy thì phương trình này ta có thể viết được về dạng là X. X 1 nhân X cộng 11 bằng 0. Viết được về dạng này thì ta sẽ kết luận được hai nghiệm là một hoặc là âm 11 đó là một cách để về phương trình tích cái thứ hai là các em cũng có thể tính delta hoặc delta phẩy rồi áp dụng công thức nghiệm của phương trình như thầy đã nói là các câu dễ này ta phải chắc chắn đúng các em có thể sử dụng máy tính cầm tay để chúng ta thử lại xem kết quả đã đúng hay chưa ta sẽ chọn chức năng giải phương trình bậc hai điền các hệ số vào 1, 10, âm mười Ta được kết quả là 1 và âm 11. Câu C là một phương trình bậc 4 dạng trung phương. Thì cách làm chúng ta có được học rồi. Ta sẽ đặt x mũ 2 bằng t. t sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Thì phương trình này sẽ trở thành một phương trình bậc 2 là t bình trừ 6t cộng 9 bằng 0. Giải phương trình này ra thì ta sẽ chỉ nhận những nghiệm lớn hơn hoặc bằng 0 thôi. Đây ta thấy ngay nó là một hàng đẳng thức là t trừ 3 mũ 2 bằng 0 Thế thì T phải bằng 3 Nó đã thỏa mãn lớn hơn bằng 0 rồi T bằng 3 tức là x bình bằng 3 Vậy thì nghiệm của phương trình này Sẽ là hai nghiệm X bằng cộng trừ căn 3 Đó. Nếu mà các em thành thạo trong việc giải các phương trình này Thì câu 1 này chúng ta chỉ mất khoảng 5 phút để làm thôi Ta chuyển sang câu tiếp theo đây là bài toán liên quan đến phương trình bậc 2 và đồ thị của nó. Câu A. Tìm hệ số A biết rằng đồ thị hàm số cắt đường thẳng y bằng 2x tại điểm A có hành độ bằng 1. Cắt đường thẳng y bằng 2x tại điểm A có hành độ bằng 1. Tức là gì? Tức là phương trình hoành độ giao điểm của parabol y bằng ax bình phương với đường thẳng y bằng 2x nó phải có nghiệm bằng 1. Thế ta sẽ viết phương trình hoành độ giao điểm ra. Phương trình hoành độ giao điểm là ax bình phương bằng 2x có nghiệm x bằng 1 Tức là ta thay một vào đây thì đẳng thức vẫn phải xảy ra Tức là A nhân với 1 bình phương sẽ bằng 2 nhân 1 Vậy thì ta có thể suy ra là A bằng A bằng 2 Chúng ta có thể Đây là cách tư duy Thầy viết ngắn gọn ra đây Cách trình bày chi tiết thì các em có thể tham khảo trên trang web Câu B Là vẽ đồ thị hàm số Y bằng 2X và y bằng ax bình phương với a đã tìm được ở phía trên tức là y bằng 2x bình phương vẽ đồ thị của hàm số này trên cùng mặt phẳng tọa độ thì ta chú ý là đồ thị của hàm số y bằng 2x bình phương nó là một parabol parabol nó có tính chất là đối xứng parabol của y bằng hai bình phương nó đối xứng nó có trục đối xứng là trục tung cho nên cách vẽ parabol là gì ta sẽ lấy ít nhất hai điểm ở cùng một phía với trục tung thuộc đồ thị hàm số này. Ví dụ như thầy lấy điểm có hoành độ bằng một, hoành độ bằng một thay vào đây thì y phải bằng hai tức là tung độ bằng hai. Đây là điểm thuộc đồ thị có hoành độ một. Tương tự điểm có hoành độ bằng hai, thay hai vào đây ta được y bằng tám, thì điểm hai tám sẽ thuộc đồ thị hàm số y bằng hai bình phương. Và điểm đối xứng với các điểm này qua trục tung nó cũng thuộc đồ thị hàm số. Và parabol này chắc chắn đi qua điểm gốc tọa độ. Với đường thẳng y và 2x thì ta chỉ cần xác định được hai điểm mà đường thẳng này đi qua. Chắc chắn trong đó sẽ có một điểm là gì? Là gốc tọa độ. Điểm thứ hai ta sẽ chọn, điểm thứ hai ta sẽ chọn, ta sẽ chọn chính điểm mà có hoành độ bằng bằng 1. Ở câu A. Nó thuộc đồ thị hàm số. Nó vừa thuộc đường thẳng và thuộc parabol nó chính là điểm 1, 2. Và ta nối hai điểm này lại, ta được đường thẳng Y bằng 2X. Đó là kỹ năng để ta vẽ đồ thị hàm số. Và các em cũng không được quên những ký hiệu trên trục tọa độ đó là X, Y hay là gốc tọa độ O. Dựa vào đồ thị xác định tọa độ của giao điểm thứ hai của đường thẳng và parabol. Thì nhìn vào đây ta thấy ngay giao điểm thứ hai của đường thẳng parabol khác điểm 1, 2, nó chính là gốc tọa độ O. tức là điểm có hoành độ bằng 0. điểm có hoành độ bằng không thuộc cả đường thẳng và parabol nó là điểm ô như vậy chúng ta đã vừa chữa xong câu tự luận thứ hai về hàm số bậc hai câu thứ ba trong phần tự luận là giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình các em hãy đọc đề câu này và hãy thử đặt ẩn cũng như lập phương trình cho câu này Đề bài cho biết một quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc dài 5 km, một đoạn xuống dốc dài 10 km. Người đi xe đạp từ A đến B hết 1 giờ mấy phút và đi từ B về A hết 1 giờ 20 phút. Tính vận tốc lúc lên dốc và lúc xuống dốc. Biết rằng vận tốc lúc lên dốc và lúc xuống dốc là như nhau. Thế thì chúng ta phải tưởng tượng được ra là gì? Lúc đi từ A về B thì người này lên dốc 5 km và xuống dốc 10 km. Còn lúc đi từ B về A thì người này lên dốc 10 km và xuống dốc 5 km. Quãng đường lên dốc khi đi từ A đến B của người này ít hơn quãng đường lên dốc khi đi từ B về A. Cho nên là thời gian đi từ A đến B ngắn hơn thời gian đi từ B về A. Đề bài yêu cầu tính vận tốc lúc lên dốc và lúc xuống dốc. Ta thấy ngay cần đặt ẩn của bài này là vận tốc lúc lên dốc và lúc xuống dốc của người đi xe đạp. Gọi x và y lần lượt là vận tốc của xe đạp lúc lên dốc và lúc xuống dốc, đơn vị là km/h. Bây giờ từ các dữ kiện mà đề bài đưa ra, chúng ta sẽ lập các phương trình với x và y. Khi đi từ A đến B thì người đó lên dốc 5 km và xuống dốc 10 km. Với các bài toán vận tốc thì chúng ta cần nhớ mối liên hệ giữa thời gian, vận tốc và quãng đường. Thời gian sẽ bằng quãng đường chia cho vận tốc. Vận tốc sẽ bằng quãng đường chia cho thời gian và quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân với thời gian. Với bài này thì chúng ta sẽ sử dụng hệ thức liên quan đến thời gian. Bởi vì đề bài cho thời gian lên dốc và thời gian xuống dốc. Nó sẽ có hai giai đoạn, giai đoạn lên dốc và giai đoạn xuống dốc. Người đó lên dốc 5 km, tức là quãng đường lên dốc là 5. Quãng đường lên dốc là 5 thì thời gian lên dốc là bao nhiêu? Thời gian lên dốc nó sẽ bằng quãng đường lên dốc chia cho vận tốc lên dốc. Vận tốc lên dốc là là x. Tức là 5 chia x. Chúng ta sẽ phải cộng với chúng ta sẽ cộng với thời gian xuống dốc. Thời gian xuống dốc là quãng đường xuống dốc Chia cho vận tốc xuống dốc Và đề bài cho bằng 1 giờ 10 phút 1 giờ 10 phút thì chúng ta phải đổi thành giờ Ta sẽ có là 5 trên x Cộng 10 trên y Bằng bao nhiêu giờ? 1 giờ 10 phút Tức là 1 10 phút là 1 phần 6 giờ 1 1 phần 6 giờ Tương tự tương tự như vậy khi đi từ B về A, người đó lên dốc 10 km và xuống dốc 5 km. Các em hãy lập phương trình ứng với dữ kiện này nhé. Ta sẽ lập được hai phương trình như thế này. Đây không phải là hai phương trình bậc nhất với x và y nhưng nó là hai phương trình bậc nhất với 1 trên x và 1 trên y. Để giải được hệ phương trình này thì chúng ta sẽ đặt u bằng 1 trên x và v bằng 1 trên y. Từ đó ta sẽ có hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn với u và v là 5u cộng 10v bằng 1 1 phần 6 thì sẽ đổi thành 7 phần 6. 10u cộng 5v 1 1 phần 3 thầy sẽ đổi thành 4 phần 3. Và các em có thể sử dụng máy tính cầm tay để tìm ra U và V. Với các bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình thì chúng ta không cần phải trình bày quá chi tiết cách giải hệ phương trình này. Các em có thể đưa ngay ra kết quả U bằng bao nhiêu và V bằng bao nhiêu. Sau khi tìm ra U và V thì các em hãy nhớ chúng ta kết luận X và Y. X và Y là nghịch đảo của U và V. Lời giải chi tiết thì các em hãy tham khảo trên olm.vn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu cuối cùng trong đề này. Đó là câu hình.